Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ok, hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật trùng trụ Kocho Shinobu trong Kimetsu no Yaiba để các bạn xem nha. Các bạn hãy cùng mình xem video thật vui vẻ nhé. Thank you.
Như vậy là đã hoàn thành rồi đó các bạn ơi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một share và một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.